chào các bạn đã trở lại với TJ Family. Video ngày hôm nay thì gia đình mình sẽ đi Stratfield và mình sẽ chia sẻ một ít hình ảnh với các bạn về vùng Stratfield ở Sydney nha các bạn. Bây giờ mời mọi người cùng đi nha. Daddy. Xin chào tất cả mọi người. Jason, E, Jayden. Hello everyone. Hello everybody. Jayden ăn gì đây? Ăn apple à? Jayden mời mọi người ăn đi. Hả? Con nói mời. Nói đi, mời. Cô. Chú. Ăn. Táo. Táo. Cháo. Ăn táo chứ đâu phải ăn cháo đâu. Con nói là con mời cả nhà ăn táo. Rồi bây giờ mình cùng đi nha các bạn. Sydney mấy tuần vừa qua mưa dòng dã các bạn ạ. Bữa nay trời mới nắng trở lại nè. Shop của Stratfield các bạn nè. Thì đó, ga xe lửa là trước mặt mình nè. Các bạn có thể đi xe lửa từ City đi tới Stratfield này cũng rất là tiện nhá, nhanh lắm. Thì cái vùng Stratfield này là người Hàn Quốc ở nhiều, các bạn thấy không? Hàng quán là người Hàn Quốc không ạ? Bây giờ nhà mình chạy vòng vòng và kiếm chỗ đậu xe. Nhà mình đang kiếm được chỗ đậu xe rồi và bây giờ đi bộ một vòng ha, rồi chia sẻ với các bạn một ít hình ảnh nhé. Đây bên ơi, bây giờ đi đâu đây? Vùng này vùng Stratfield này, các bạn thấy không? Người đi đường cũng Hàn Quốc không? Đây bên muốn ăn cái gì? Bên này là
không dây xe lên đến à. Ra xe lửa trước mặt mình đây các bạn. Đây có thực phẩm Á Châu của người Hàn Quốc các bạn. Trong shop có gống trà, đã có sushi nè. Này có drink dragon. Có đồ ăn Hàn Quốc các bạn ạ. Crab, shop sell crab. Dry squid, cái này mực nè, cái này cua lột đấy các bạn. Đó, người ta muối. Wow, đây có bắp nữa nè. Anh. Yes, please. Korean bắp 10 đồng 3 cái. Bán những cái đồ dưa muối. Đồ muối ở Hàn Quốc. Đó, người ta bán bắp, người ta để vô này bịch 3 cái bắp 10 đô các bạn. Đây có kim chi này các bạn. Đồ của Hàn Quốc. Và đây có cá sống này các bạn ạ. Người ta bày nhìn hấp dẫn quá. Đó, tôm cua. Sống. Ở đây có thịt nè, thịt của Hàn Quốc đấy các bạn. Thịt Hàn Quốc ấy, người ta bày cái này cho mình ăn đồ nướng ấy. Nhìn hấp dẫn chưa? Ice cream and then potato chips that are sweet corn flavor. Yeah. Bây giờ con ăn cái gì trước? Con ăn gì? Con ăn đi. Ice cream. It's not open. Mày xem nào. Cái kem này của Hàn Quốc này. 5 đô một cái các bạn. Cái đình nó vô này, nó mua nè. Potato chip. Này là cookie hả? Cái loại này là cái đình nó lấy nó cắm vô ai cream nó ăn à.
cái này là cookie and cream à. Mà cái này của Hàn Quốc nó không ngọt như của Úc đâu nha. Một bịch như này là 7 đồng 4 ấy các bạn. Này sô cơ chip à. Này một gói chip này ở đây là bán 4 đồng 6. Chip này ngon đấy các bạn. Sweet boy flavor. Cái này là bắp. Ê, you try this one nè, ngon lắm à. Trước mặt mình ở đây thấy cái hàng này là đồ ăn Việt này các bạn. Đồ ăn Việt bán bánh mì thịt nè, cơm gà da giòn, bánh hỏi cơm chiên nè. Con mỏ ở đây nó khỏi chảy nè. Cái này nó ngon lắm các bạn, nó làm 21 thứ gạo nè, rồi các đậu á, 21 thứ trong cái bánh này mà ăn nó không có ngọt lắm nha. Mà nó cũng từng khách như này cũng dễ này, cái này mua cho con nít đi học á, bới theo cho tụi nó ăn cũng được. Để ăn gần hết cái kem mà. Nhi nó đi thì nó thích uống cái này các bạn này, uống ở Komi yogurt này. Cái này là purple sticky rice yogurt. Rồi đây mình nó uống gống trà này, nó uống strawberry cookie and cream smoothie. Ngon không? Hả? Ngon sao? Ấy! Không có sờ tay vô dơ đấy. Ngon làm sao? Theo mì. Úi dồi. Để đình mà nó đi một vòng sốt là tí nữa mẹ Trang là nhắn túi luôn đấy. Cái đèn hơi quậy lên nhé, mic pro. Cái này là siêu tóc nha. Chim sông dân à. Star barbecue. Star barbecue.
bên này khô, có cái tiệm khô mát này các bạn. Mỗi lần mình tới đây mình hay đi mua đồ thực phẩm Á Châu, Hàn Quốc là cái tiệm này này. Nó nằm ở bên Stratfield nội. Lê cái của Hàn Quốc à? Rồi con trai con. Con cột bao nhiêu một ký? Đấy plum mà trái mận này các bạn này. Được chưa? 20-30 đô một ký. 20 đô 98 xem một ký. Xoài khô 46 đồng một ký. Đó, đây là cái quầy thịt các bạn ạ. Mình thích đi cái tiệm này lắm nhá, tại vì nó bự ấy, đủ các thứ đồ về Hàn Quốc mà không thiếu cái gì hết. Nó thử ăn lẩu, ăn barbecue. Yeah. Wagyu. 21 đồng 90 sen một khách như vậy. Đó, ở đây cái gì về đồ Hàn Quốc là có đủ hết nha. Không thiếu cái gì. How much? Jaden, how much? $3 or something. Put it in the basket. Yeah, put it in the bucket. Đây là cái này thịt đấy các bạn nè. Người ta cắt lòng lòng nó đấy. Còn đây là nghêu sò, đây là cá này các bạn. Cá này mấy đồ này của Hàn Quốc hết thế. Nhật với Hàn Quốc. Đây là tủ kim chi. Bán rẻ không các bạn? 20 đô. Kim chi. Yeah. Túi 30 mấy đô hả? Mua một túi vậy á. Ăn nhiều mua một túi vậy rẻ. Nhà hàng á, người ta tới người ta mua. Ba ký một túi. Nhi con có lấy green tea của con không? Ép này. Ép này các bạn này. Ép nhỏ 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 nhỏ. Đó, các bạn kiếm đồ Hàn Quốc thì tới cái siêu thị này không thiếu thứ gì. Con muốn không? Cái này chi này. Rồi. Chi con đó. Nó có muốn ăn cái gì? Ăn cái chi đi hả con? Ha, mua cái chi đi. Cái này con dog này các bạn này. Cái này bỏ chỉ bỏ vô air fry là ăn thôi. Rồi lấy cái đó đi. Đây là bán mỹ phẩm các bạn. Mommy, this is the same one. Yeah, the same one. Mình muốn cho ai đó? Hả? Honey butter chip. Cái này có ngon không nhỉ? Banana chip. How much is this?
bánh mà giống nhiều loại đậu không? Ừ. Ăn không? Con muốn ăn không? Một chú to nè. Rồi gia đình có cái gì rồi? Gia đình. Wow. Me got the smaller bag of butter. Yeah. Yeah. Just talk about it. Gia đình nó can you pay now, nếu mà không người we spend too much. Gia đình nó đi ra trả tiền đi. Không người không người không người tí tí nữa là nhiều tiền lắm đấy. Nhiều tiền đừng có lấy. Coi thôi đừng có lấy thì nó nhiều tiền. Rồi con muốn ai uống cái gì, uống ăn cái gì con lấy đi. Nhé. Yeah. Snacks that we're gonna eat, and we're gonna do. This is honey chip and cookies. This is for Jason, strawberry for me, cookie and cream. This is for me, green tea. And I don't know what this, because this is the same. Đây là nó đi vô shop rồi, nó bảo đi mau lên không về. À, một lát nữa thì tốn tiền lắm đấy mà. Mẹ sợ quá, mẹ phải ra mau. Can we eat these now? Only the chips? Yeah. Do you open them like this or this? Maybe like that. Okay, never mind. Smell it. Strong smell. Ngon không? Ngon quá không nói được lên lời à? Hả? Sao cả ngày đi shop ăn linh tinh rồi mà bây giờ bọn nó cũng muốn ăn chicken này, chưa ăn chicken này, chiều cũng chicken, nghiền chicken cô về đấy các bạn. Rồi bây giờ nhà mình sẽ vô cái quán này, quán gà của Hàn Quốc. Yummy, walk.
Would you like the chicken? Huh? It's so good, no chicken in here. They didn't nó bảo chicken ngon quá, no chicken, no life. Nhà mình vừa đi ăn gà xong rồi các bạn, bây giờ đi về. Đó, bây giờ đã trời đã chập tối rồi nhá. Ở đây người ta tối người ta đi ăn ở đây nhiều lắm ấy. Rồi vậy là kết thúc một ngày ở vùng của người Hàn Quốc. Và mình sẽ kết thúc video này ở đây nha các bạn. Mong các bạn sẽ thích video nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TJ Family. Thank you, bye bye. Bye bye mọi người đi con. Bye bye. 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 Oh, yeah. Dabby, Dabby. Nói thanks for watching. Thanks for watching.